Xin chào tất cả mọi người nha. Nay mình đang ở Kiến Đức, chợ Kiến Đức của thị trấn Kiến Đức nha. Nay mình đang ở chợ nên mình quay nha. Vô chợ mình quay cho mọi người xem nha. Đây cảnh chợ này. Chợ buổi sáng thì cũng đông hơn buổi trưa. Bên đây là họ bán đồ gia dụng đủ thứ. Bán hành tỏi. Đây họ bán hàng rau, bán gà nữa. Đây có bán chè. Quậy rau lá hả chú? Dạ, quay chưa? Chợ bán bắp nè, khoai nè, tôm nè. Bắp nhiêu trái vậy? 6.000 thôi hả? Dạ, rẻ vậy. Đây bán hàng trái cây. Dạ, đây cửa hàng của Kim Lê à. Ai có ghé, ghé mua nha. Dạ. Đây. Đây khóm hay gì đây? Dạ. Em út của Tinh Lê và Tinh Lê. Em Liễn Lê. Dạ. Đây là dòng là đây đằng sau chợ đây. Bán cà rốt nè. Ở đằng sau đây bán rau cũng nhiều chứ. Bán được không cô? Bán ế hả? Ế thì rau lên người ta nghe người ta mua. Nho bưởi. Dạ. Lâu lâu mình quay cho bà con coi chứ. Có không? Có hả? Dạ, quay phim con. Quay sao thì chú? Dạ. Quay cho bà con coi. Dạ. Có những tủ bắp, bắp rang. Khu đây bán chó mèo nữa, chó con không à, tội không.
dọc hai bên họ cũng bán hàng ăn, hàng rau rồi. Cà chua. Bên đây họ bán cây vườn, bên đây là chợ lòng. Đây cũng quay cái cảnh khu chợ cho mọi người xem này. Đây cái đường ra ngoài khu cổng chợ đó. Hai bên họ bán rau. Khu ra ngoài đường lộ quốc lộ 14. Đây là bán trái cây. Đây là ngã tư Kiến Đức. Dạ. Khu ngoài đầu đường của ngã tư ở ba Kiến Đức. Quay một vòng cho mọi người xem đây là tư Kiến Đức. Một hướng đi đi ban Mê Thuộc, còn một hướng nào đến dồn quay trở lòng nữa. Bán được không cô? Ê hả? Này bán cặp sách vở này, giày dép. Chợ lòng bán đủ thứ đồ. Bán được mấy chị? Quá được luôn hả? Dạ. Ngắm nhìn thôi. Khách thì không thấy mà thấy mấy chủ không à. Rồi để đi vòng ra đây quay tiếp. Vắng khách quá. Đường này thì cũng không có khách đi luôn. Dạ, YouTube coi. Lâu lâu cho bà con coi cái chợ Kiến Đức coi có khách không. Dạ.
Lâu lâu có tiệm may nữa. Đây chợ lòng ở bán hành khô. Một đây là hàng rau, hàng cá khô, hàng cá. Hải sản có cá không? Tao bốn đang chụp bọn cây bốn mày đang chụp màu. Quay hết một vòng trong chợ lòng này. Ở đây video mình dành xin dừng đây, mọi người nhớ đăng ký kênh cho mình một like nha.